Xin chào các bạn, hôm nay thì trời không mưa cho nên Ngọc cho chó ra ngoài để cho nó ăn cỏ. Thì đây là Iron Anna, thì hiện tại Iron Anna đang rất là béo, 22 kg. Như vậy trạng chuẩn của Anna sẽ rơi vào tầm 19.5, và Ngọc tự tin vẫn có thể đánh được 20.0. còn 19.0 á thì phải tập luyện kỹ, tại vì thấy vậy chứ nửa ký nó rất là quan trọng. Tiếp theo đó là Iron Alan. Thì Iron Alan thì đã hết ghẻ rồi, nên là bây giờ rất là bóng loáng ha. Thì Ngọc đã đẩy cái trọng lượng của Iron Alan lên 26.0 được 3 ngày nay. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ha, khi nó cong lưng thì mới thấy xương lưng ha. Còn khi bình thường thì lớp da nó vừa che phủ được cái xương. Thì như vậy thì Alan nó đang rất là béo ha, và duy trì trọng lượng này là ổn. Theo Ngọc thì Ngọc sẽ giảm thêm, dự kiến Ngọc sẽ giảm thêm 2 cho tới 5 lạng, duy trì nó luôn luôn ở mức là 25 năm là đẹp nhất. Thì như vậy thì Alan nó sẽ đánh ở trạng chuẩn của nó là 230. Và vẫn có thể đánh được 225, nhưng mà để giảm xuống nửa ký để về 225 thì phải rất là cẩn thận nha. Giảm không khéo là con chó nó sẽ tụt lực, đánh không được nha. Chứ không phải là muốn giảm thấy nửa ký ít quá muốn giảm là giảm đâu nha. 23 kg, còn Alan muốn đánh 225 là cứ phải cẩn thận ha. Tập thật kỹ mới về được 225.